Thông tin tuyển dụng hấp dẫn được gửi đến từ phần nhà restaurant tại vùng South Melbourne. Cụ thể như sau, cần tuyển nhân viên pha cà phê, phải biết tiếng Anh tốt. Cần tuyển nhân viên phụ bếp, nếu không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn. Nhà hàng sẽ ưu tiên cho người nào có tài kỳ, tính tình, siêng năng, chăm chỉ và luôn trách nhiệm với công việc. Lương được chi trả xứng đáng theo kinh nghiệm từ 21 đô cho đến 25 đô cho một giờ làm việc. Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, mỗi ngày bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng gần trạm xe lửa nên rất thuận tiện để đi lại. Đăng ký ứng tuyển với cô Thu để được đi làm cây: 0964 432 649. -889, hoặc quý vị có thể đến trao đổi công việc trực tiếp tại địa chỉ 60 Street Street, South Melbourne, Victoria 3205. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube Temedia.network. Quý vị có thể tìm kiếm được cho mình những cơ hội việc làm như mong đời. Đó chính là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi. Hãy like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông để kịp thời đón xem các kỳ phát sóng tiếp theo. Và nếu như quý vị đang cần tìm kiếm nhân sự, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 061 bốn 884 440 hoặc công số một hai chín hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@timedia.tv thân vịn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.